Ở trong đó né ra nha. Mọi người cứ lùi lại nhá. Lùi lại nha. Ném sát vô ạ. Lùi lại nhá. Khoảnh khắc nghe thở của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy giải cứu 9 người mắc kẹt trong thang máy. Hôm nay ngày 14 tháng 11, trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc với caption như sau. Hai người đàn ông và 7 người phụ nữ kẹt trong thang máy tại một tòa nhà ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Vụ việc ra sao? Mời cả nhà xem tiếp nhé! Chiều qua ngày 13 tháng 11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức vừa giải cứu thành công 9 người bị kẹt trong thang máy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 40 phút ngày 12 tháng 11, Phòng PC07 nhận được tin báo có người bị kẹt trong thang máy ở khu vực tầng hầm của tòa nhà trên đường 34, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, nên điều động một xe chuyên dụng và 6 cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Thủ Đức đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn. Khi có mặt, lực lượng chức năng đã trấn an, động viên tinh thần những người bị kẹt bên trong, đồng thời sử dụng thiết bị chuyên dụng để mở cửa thang máy. Hơn 5 phút sau, lực lượng cứu hộ mở bung cánh cửa và đưa 9 người ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khỏe bình thường. Sau khi hình ảnh kèm thông tin được chia sẻ đã thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng, hầu hết mọi người đều tỏ ra lo lắng cho những người bị mắc kẹt trong thang máy và mong bộ phận kỹ thuật của tòa nhà xử lý nhanh, đưa người dân ra ngoài an toàn. Trong tất cả trường hợp sự cố thang máy, người trong thang cần giữ bình tĩnh, hít thở thật sâu và cùng suy nghĩ để có phương án xử lý tối ưu, nên hạ thấp trọng tâm bằng cách ngồi xuống hoặc hơi khuỵu gối, nắm chắc tay vịn, đặc biệt khi thang có hiện tượng trôi nhanh, rung lắc nhằm đề phòng bị chấn thương khi thang va đập. Trong thời gian chờ đợi, không nên tìm cách mở cửa trên nóc thang và thoát nạn qua đó, bởi rất dễ bị trượt, ngã, dẫn đến những chấn thương hoặc bị rơi xuống giếng thang. Đừng quên đăng ký theo dõi các hạ tầng từ hệ thống kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.